Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài ôn tập các bảng chia, trang số 10, sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì thầy mời các em chúng ta cùng vào bài hôm nay nha. Rồi, chúng ta sẽ vào bài số 1. Các em quan sát nha, bài số 1 này. Bài này sẽ liên quan tới việc chúng ta ôn tập cái bảng chia. Rồi, chúng ta có này, 3 nhân với 4. Muốn biết được 3 nhân với 4 bằng bao nhiêu thì các em phải nhớ bảng tiểu chương 3 hoặc bảng tiểu chương gì? Bảng tiểu chương 4 đúng không? Vậy thì 3 nhân 4 sẽ bằng 10, 12 đúng không? Rồi, vậy thì giờ này 12 chia cho 3. Dễ thế nhỉ? 12 chia cho 3 này, 3 nhân 4 bằng 12, 12 chia cho 3 sẽ bằng bằng mấy nhỉ? Bằng 4. Rồi, tương tự như vậy, lại 12 mà chia cho 4 thì lại bằng mấy? Lại bằng 3. Dễ quá. Rồi, tiếp theo. 2 nhân với 5 bằng mấy các em nhỉ? Rồi, muốn biết được 2 nhân 5 bằng bao nhiêu thì chúng ta lại phải nhớ tới bảng tiểu chương nào nhỉ? Bảng tiểu chương 2 hoặc bảng tiểu chương 5. 2 nhân với 5 thì sẽ bằng 10, đúng không? Rồi. 10 giờ lại chia cho 2. 2 nhân 5 bằng 10, 10 chia 2 thì lại bằng mấy nhỉ? Bằng 5. Rồi. 10 lại chia cho 5 thì bằng mấy? Câu này giống như là đố tổ kiến là gì đúng không? Tổ kiến là kiển tố là tổ kiến thôi. Dễ quá. Rồi, tương tự 5 nhân với 3. 5 nhân 3 sẽ bằng 10, 15. Rồi, 15 chia cho 3. Dễ quá, 15 chia cho 3 sẽ bằng 5 và 15 chia cho 5 lại bằng 3. Tương tự như vậy, 4 nhân 2 sẽ bằng 8. 8 lại chia cho 2 thì bằng 4 và 8 chia cho 4 lại bằng dễ thế nhỉ? Lại bằng 2. Rồi. Được chưa? Vậy là chúng ta đã chinh phục xong bài số 1 một cách ngọt ngào nha. Chúng ta đã chinh phục xong bài này không tốn một tí clo nào hết. Rồi. Sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu chúng ta tính nhầm. Rồi, tính nhầm cái gì? Người ta làm mẫu nha. 200 mà chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? Đó, chúng ta sẽ nhầm nè. 200 chia cho 2 thì bằng 100. Vậy 200 chia 2 bằng 100. Rồi, vậy thì câu này chúng ta quá dễ nha. Ở bài số 2 nè. Đó, chúng ta sẽ có câu A. 400 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Thực chất giống như mẫu ở đây thì chúng ta chỉ lấy số 4 chia cho số 2 thôi. Vậy 4 chia cho 2 thì bằng, câu này lớp 1 nó đã học rồi. 4 chia cho 2 thì bằng 2. Vậy 400 chia cho 200 sẽ bằng 200. Dễ quá. Tương tự 600 chia cho 3. Vậy thì chúng ta chỉ việc lấy 6 chia 3 thôi. 6 chia 3 sẽ bằng cũng bằng 200. Rồi. Tiếp theo 400 chia cho mấy? Chia cho 4 thì sẽ bằng, ta chỉ lấy 4 chia cho 4 thôi. 4 chia cho 4 sẽ được 1. Vậy nó sẽ bằng 100. Dễ như ăn ớt. Đúng không? Rồi, xong câu A nha. Sang câu B nè. Câu B yêu cầu chúng ta 800 chia cho 2. Rồi, vậy thì cũng giống như câu A thôi. Thì chúng ta chỉ lấy 8 chia cho 2 thôi. Vậy thì 8 chia 2 bằng mấy các em nhỉ? 8 chia 2 thì bằng
4. Vậy thì 800 chia 200 sẽ bằng 4. 400 sẽ như ăn cháo. Rồi, tương tự 300 chia cho 3 sẽ bằng, lấy 3 chia cho 3 thôi, 3 chia cho 3 thì bằng 1. Vậy thì 300 chia cho 3 bằng 100. Cuối cùng 800 chia cho 4. 800 mà chia cho 4 thì chỉ lấy 8 chia 4, 8 chia 4 sẽ được 2. Vậy thì 800 chia cho 400 bằng 200. Dễ quá. Rồi, chiến xong bài số 2 nha. Rồi, sang bài số 3 nào. Bài số 3 này, số 3 chúng ta đọc đề bài nha. Thầy kéo cái này tí cho anh. Có 24 cái cốc. Bài số 3 này. Có 24 cốc. 24 cốc này xếp vào 4 hộp. Xếp vào 4 cái hộp. Đó. Và người ta hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cốc. Giờ ta hỏi là gì? Mỗi hộp này thì có bao nhiêu là cốc. Đúng không? Quá đơn giản đúng không? 24 cốc mà chia thành 4 hộp. Bây giờ một hộp thì sẽ làm phép gì? Phép trừ hả? Tào lao. Sẽ là phép chia. Ta sẽ giải. Giải gì? Trả lời luôn. Theo đúng đề bài, mỗi hộp có số cốc là mỗi hộp có số cốc là chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy 24 chia cho mấy? Chia cho 4. Và nó sẽ bằng 24 chia 4 bằng mấy nhỉ? 24 chia 4 bằng 7. Tào lao. 24 chia 4 bằng 6. Như vậy thì chúng ta sẽ có 6 gì? 6 hộp. Và đáp số là 6 gì? 6 hộp nha. Rồi, ai làm 7 là tào lao đấy nha. Rồi, sang câu cuối cùng. Câu số 4 nha. Câu số 4 ta giải trực tiếp cho này luôn. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào? Rồi, chúng ta có này. Có các hình tròn là chúng ta cần 21 này. Chúng ta thầy tô đây cho em dễ nhìn nha. 21 này, 8 này, 40 và 28. Vậy thì với 4 cái kết quả và bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7. Vậy thì 4 kết quả và 7 phép tính chúng ta sẽ tính nha. Rồi, trước hết chúng ta thấy 24 chia cho 3. 24 chia 3 thì đây thuộc mấy? Nó sẽ thuộc kết quả là 8. Đúng không? 8 x 3 bằng 2. 24. Tương tự 4 x 7 hay là 7 x 4. 7 x 4 sẽ bằng 28. Dễ thế. 32 chia cho 4 sẽ bằng mấy các em nhỉ? 32 chia 4 sẽ bằng 8. 40 x với 10. 4 x 10 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 40. Rồi, xong cái hàng trên. Đơn giản quá. Tiếp theo 16 chia 2. 16 chia 2 bằng mấy? Câu này ai mà không biết nữa thì xem lại bảng kiểu chương 2 hoặc bảng kiểu chương 8 nha. 16 chia 2 bằng 8. 24 cộng với 4. Quá dễ đúng không? 24 cộng 4 sẽ bằng 40 à? 24 cộng 4 sẽ bằng 28. Và tương tự 3 nhân với 7 sẽ bằng bao nhiêu? 21. Chúng ta sẽ nối đây. Rồi, đến đây thì chúng ta đã làm sao nhỉ? Đến đây chúng ta đã kết thúc bài ôn tập các bảng chia môn toán sách giáo khoa
lớp 3 nha. Và như thường lệ, đến đây thì thầy sẽ làm sao? Tạm biệt các em thân yêu. Tạm biệt các em thân yêu nhé. Hẹn ở bài giảng sau thôi. Thầy phải bye bye thôi. Hẹn gặp lại các em. Bye bye.